Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng logo và thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ. Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo thị xã Nghĩa Lộ đã nhận được 150 tác phẩm của 63 tác giả. Trong đó có 141 tác phẩm của 56 tác giả tham gia dự thi sáng tác biểu trưng logo và 9 tác phẩm của 7 tác giả tham dự thi thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ. Sau 3 vòng tuyển chọn nghiêm túc, khắt khe, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra mỗi nội dung 4 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Thông qua cuộc thi sáng tác biểu trưng logo và thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ, giúp thị xã quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điểm nhấn đưa thị xã Nghĩa Lộ sớm trở thành thị xã văn hóa du lịch và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025. Ngày 6 tháng 8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân tỉnh phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa đào tạo quản trị kinh doanh cơ bản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham gia khóa đào tạo, 60 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được truyền đạt chuyên đề về văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng phong thủy trong kinh doanh, kỹ năng bán hàng và marketing trong doanh nghiệp. Trong chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các học viên còn được cung cấp những thông tin cần thiết về hệ thống pháp luật chung trong thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, những vấn đề về thị trường và marketing của doanh nghiệp, vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, chiến lược, nhân sự, marketing, thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế. Học viện Chính sách và Phát triển còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kết nối với mạng lưới chuyên gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị chiến lược, kế toán thuế, chuyển đổi số, cũng như vấn đề tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội nữ doanh nhân tỉnh và Học viện Chính sách và Phát triển sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn hỗ trợ thiết thực đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực quản trị, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Theo hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận trên 1.000 ca mắc cúm mùa. Trong đó nhiều nhất là ở Trấn Yên và Trạm Tấu, còn lại là ở thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải, không có trường hợp nào tử vong. Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng virus cúm A và cúm B, cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế Yên Bái đã tăng cường truyền thông hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, vệ sinh môi trường, rà soát chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh cúm mùa một cách kịp thời, khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tiêm vaccine cúm mùa để tăng cường miễn dịch, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi đau đầu, mệt mỏi, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và chữa bệnh kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Công an huyện Văn Yên, đối tượng Vũ Văn Hùng sinh năm 1987, trú tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hải, huyện Văn Yên, là hung thủ trong vụ giết người ở thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trước đó, vào hồi 17:50 ngày 5 tháng 8, Công an huyện Văn Yên nhận được điện báo của Công an xã Mậu Đông tại khu vực đường Rãnh Cầy thuộc thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông. Anh CXN, sinh năm 1989, trú tại thôn Cầu Vải, bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương vùng ngực. Ngay sau đó, anh N được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên đến 19:30 cùng ngày, anh N đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác minh điều tra và xác định đối tượng gây án là Vũ Văn Hùng, sinh năm 1987, trú tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vũ Văn Hùng là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Ngoài ra, Hùng còn là đối tượng nghiện chất ma túy rất manh động. Khi bỏ trốn, vẫn cầm theo hung khí. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Văn Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái, Công an tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Thắng, Cục C08 Bộ Công an tổ chức truy bắt đối tượng Hùng. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày,
đối tượng Vũ Văn Hùng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Sơn Hòa, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Vũ Văn Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang tiếp tục được công an huyện Văn Yên điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 16 được kết nối với các tỉnh, thành phố theo hình thức trực tuyến. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp như sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ, Thủ tướng yêu cầu không thể để dịch chống dịch, nếu không quyết liệt sẽ bị động, lúng túng, chủ quan, lơ là sẽ phải trả giá. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh Việt Nam cần tận dụng cơ hội để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, đồng thời đánh giá miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc, tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác. Đặc biệt yêu cầu đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân, bảo đảm hiệu quả hơn nữa, không để dịch chống dịch khi nhiều loại dịch bệnh xuất hiện và diễn biến phức tạp như sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC đã đưa ra thông báo về việc thu phí gián thẻ. Theo đó, từ ngày 6 tháng 8 trở đi, khách hàng sẽ phải trả 120.000 đồng trên một xe khi dán thẻ VETC, áp dụng với tất cả phương tiện dán mới hoặc thay thế. Việc thu phí sẽ được trừ qua tài khoản giao thông của khách hàng, không thu tiền mặt. Như vậy, kể từ hôm nay, chủ xe dán ETC của bất kỳ đơn vị cung cấp nào cũng đều phải trả phí, không còn được miễn phí lần đầu như trước đó. Hiện tại chỉ có ePass có tính năng liên kết với ví điện tử, người dùng không cần nạp tiền trước vào tài khoản ePass. Chỉ cần có đủ số dư trong ví điện tử vẫn có thể di chuyển qua trạm. VETC hiện chưa có tính năng này, khách hàng phải nạp tiền trước thông qua hình thức chuyển khoản, cổng giao dịch điện tử. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Cả nước sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo có thẩm quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Thưa quý vị, sau 1,5 tháng cao điểm xử lý lái xe sử dụng cồn và ma túy trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Rẽ - Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tạm giữ hơn 41,5 nghìn phương tiện, tước gần 26 nghìn giấy phép lái xe. Ngoài ra, hơn 21 nghìn trường hợp vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới, thùng xe, chở hàng quá tải trọng và quá khổ cũng bị xử lý. Đặc biệt, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, có 8 trường hợp bị phát hiện sử dụng ma túy khi đang lái xe. Trong đó, riêng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện xử lý 5 trường hợp. Nông dân An Giang đã triển khai thành công mô hình cho sinh sản và ứng dụng công nghệ vi sinh trong ấp trứng cá trạch lấu, gắn kết với bảo vệ môi trường. Đây là mô hình kinh tế được đánh giá cao, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế lớn cho người dân địa phương. Để ấp trứng cá trạch lấu đạt tỷ lệ cao, người dân đã áp dụng quy trình sử dụng vi sinh để ức chế nấm thủy mi ở giai đoạn ấp trứng. Theo đó, nguồn nước ấp trứng sau khi sát khuẩn và sục khí nước trong 12 giờ sẽ tiến hành ấp trùng vi sinh Bacillus subtili trong 3 giờ ở môi trường có nhiệt độ 290 độ C, độ mặn 50/0, mật độ ấp 10g/20 lít nước. Sau khi cho vi sinh tự nhân bản phát triển lên thì thả hết vào bể nước ấp trứng. Áp dụng phương pháp này thì thời gian nấm thủy mi tấn công trứng bị hạn chế lại, mức độ bùng phát nấm không cao, nguồn nước ấp trứng trong và sạch hơn, hạn chế thay nước vì ít sử dụng nước trong quá trình ấp, từ đó giảm chi phí đầu tư, giảm thải nguồn nước ra môi trường, ít tác động ô nhiễm môi trường xung quanh. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn những vướng mắc. Trên tinh thần chủ động tháo gỡ thông qua các chương trình cà phê doanh nhân hay làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu xử lý dứt điểm, không để kéo dài. Đi vào hoạt động từ năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam có nhà máy tại khu công nghiệp phía Nam. Đây là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất tủ bếp xuất khẩu.
Tuy nhiên, theo kiến nghị của công ty có hai vướng mắc đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thì công ty chúng tôi cũng xin dự án từ năm 2020, thế nhưng mà đến tận tháng 7, đến ngày 15 tháng 7 vừa rồi thì công ty chúng tôi mới nhận được cái quyết định là đền bù cho 12 hộ dân. Mà trong khi đó thì dự án của chúng tôi tổng cộng là 23 hộ, thì vẫn hiện tại thì vẫn còn 11 hộ đang vướng mắc và chưa được giải quyết. Giải phóng mặt bằng cái thời gian nó lâu như thế thì cũng rất là ảnh hưởng lớn đến công ty chúng tôi. Tất cả các khách hàng công ty chúng tôi là muốn mở rộng sản xuất, mở rộng kinh doanh. Liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư vào du lịch, công ty du lịch Bay Trên Mùa Vàng đang dự kiến đầu tư một dịch vụ bay dù bằng động cơ cho khách tham quan ngắm cảnh ruộng bậc thang. Nhưng quá trình khảo sát nghiên cứu địa điểm, bãi cất cánh bị vướng vào quy hoạch đất rừng phòng hộ và ruộng bậc thang, doanh nghiệp đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ. Kiến nghị trước hết là địa phương, huyện Mù Căng Chải và cũng như là tỉnh Yên Bái làm sao mà tạo điều kiện tháo gỡ về những cái kế hoạch trong cái phạm vi khuôn khổ của pháp luật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư làm du lịch ở trên huyện Mù Căng Chải và cũng như là tỉnh Yên Bái chung. Cũng theo kiến nghị của doanh nghiệp, thời gian qua tỉnh cũng đã tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư, nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp cũng được ban hành. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn những bất cập khi vận dụng chính sách, trong đó có chính sách pháp luật về thuế. Theo kiến nghị của doanh nghiệp, hiện nay tiền thuê đất trong cụm công nghiệp Đầm Hồng chưa phù hợp, chưa khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, hay việc tính thuế đối với các mặt hàng khuyến mại cũng chưa phù hợp với thực tế. Các doanh nghiệp thuê đất trong cụm công nghiệp Đầm Hồng là phải có diện tích lớn, từ vài nghìn mét đến 1-2 ha. Từ năm 2018 đến năm 2021, mức tăng thuế gấp 8 lần. Với mức tăng thuế như thế thì tạo cái chi phí đột ngột cho doanh nghiệp. Theo thông tư 40 là các doanh nghiệp phải thu hộ thuế của các mặt hàng khuyến mại là 1.5, nhưng hiện giờ thì bên ngành thuế đã thu của các doanh nghiệp nhưng không cho chúng tôi một cái phương pháp để chúng tôi thu của khách hàng, và chúng tôi đến tự đã phải nghĩ ra phương pháp để thu của khách hàng nhưng khách hàng lại không nộp, và như vậy là doanh nghiệp lại khó khăn, lại thêm một cái phần thu hộ đó nữa. Tại những buổi cà phê doanh nhân hay những buổi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp thu ý kiến và trả lời thỏa đáng, không để doanh nghiệp còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến chính sách. Các địa phương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Để không có câu chuyện ngày hôm nay trả lời, ngày sau lại trả lời lại tiếp tục nữa, thì tôi đề nghị công an thường trực nhất tổng hợp các ý kiến này lại. Nếu ý kiến nào chưa rõ về câu hỏi, thì đề nghị là liên hệ với doanh nghiệp hôm nay các câu hỏi này để chúng ta có cái bộ câu hỏi đàng hoàng, đầy đủ, ngắn gọn, đầy đủ, đúng nghĩa. Và sau đó thì các sở ngành sẽ chuộc trách nhiệm của mình thì sẽ trả lời cái đó, và tôi đề nghị là cơ quan thường trực sẽ tổng hợp ý kiến này lại, thông báo. Mặt khác, tỉnh cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần chủ động phát huy nội lực và ý thức tự vươn lên. Đồng thời, tỉnh cũng xem xét có chọn lọc những doanh nghiệp có tiềm năng, có tâm huyết, tránh những dự án đầu tư dở dang kéo dài. Cũng từ năm 2022, tỉnh đã dành 2 ngày cuối tuần để giải quyết vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Coi đây là việc làm thường xuyên và trách nhiệm của các ngành chức năng địa phương. Do vậy, cần nghiên cứu tổ chức hiệu quả hơn nữa chương trình cà phê doanh nhân, khảo sát đánh giá tập hợp lấy ý kiến doanh nghiệp trước khi tổ chức chương trình, đánh giá hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp, hợp tác xã. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục 7 ngày an toàn giao thông kỳ này. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc chính thức đi vào hoạt động. Thu phí tự động không dừng sau gần một tuần triển khai đã phát sinh nhiều lỗi. Đăng ký xe ở công an cấp xã tạo thuận lợi cho người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới và các bên liên quan tổ chức Hội nghị Quốc gia về An toàn Giao thông Đường bộ nhằm rà soát lại quá trình triển khai Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030,
đồng thời thảo luận cách thức WHO và các đối tác quốc tế hỗ trợ chính phủ Việt Nam triển khai chiến lược này. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2018, ước tính hàng năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 1,3 triệu ca tử vong có thể phòng tránh được, khiến tai nạn giao thông đường bộ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu. Từ thực tế này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các ủy ban khu vực của Liên Hợp Quốc phối hợp các đối tác khác xây dựng và triển khai kế hoạch toàn cầu về thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch này nhằm hướng dẫn các quốc gia đạt được mục tiêu giảm 50% số người bị chết và thương tật do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2030. Kế hoạch toàn cầu của WHO kêu gọi chính phủ các nước và các bên liên quan áp dụng các tiếp cận mới, không chỉ cứu sống mạng người, phòng ngừa thương tật mà còn tác động tích cực tới mọi mặt của đời sống, từ sức khỏe trẻ em, môi trường, giới, đổi mới sáng tạo, tới giao thông, làm giảm gánh nặng kinh tế xã hội từ những nguyên nhân có thể phòng tránh được. Cũng mới đây, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc. Như vậy, các đối tượng có nhu cầu được cấp giấy phép lái xe ô tô có thể được học và thi sát hạch ngay tại tỉnh Yên Bái, thay vì phải thi sát hạch tại các địa phương khác như trước đây. Đơn vị được cấp giấy phép là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Tây Bắc, địa điểm tại thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Với giấy phép này, trung tâm được phép đào tạo để sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, lưu lượng đào tạo dưới 1.000 học viên. Như vậy, các đối tượng có nhu cầu được cấp giấy phép lái xe ô tô có thể được học và thi sát hạch ngay tại tỉnh Yên Bái thay vì phải thi sát hạch tại các địa phương khác như trước đây, góp phần tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí khi được đào tạo và thi sát hạch ngay tại tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8, các tuyến cao tốc trên cả nước bắt đầu thu phí tự động không dừng ETC. Để sử dụng được dịch vụ này, phương tiện phải dán thẻ, có đủ tiền trong tài khoản mới được phép đi vào trong đường cao tốc. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong gần một tuần đầu tiên thực hiện, riêng tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã phát sinh nhiều lỗi liên quan đến thu phí tự động không dừng ETC. Qua phân tích cho thấy, các lỗi chiếm tỷ lệ cao trên tuyến cao tốc như tài khoản không đủ tiền, tài khoản không hợp lệ, chưa kích hoạt thẻ đối với tài khoản không đủ tiền chiếm số lượng cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân chính gây nên ùn ứ trước trạm thu phí trên một số tuyến cao tốc. Ngoài ra còn gặp nhiều lỗi như không đọc được thẻ. Hệ thống của nhà cung cấp này không đọc được thẻ của nhà cung cấp khác, thẻ dán không đúng vị trí. Để đảm bảo công tác vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên cao tốc ổn định, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị vận hành và các nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục các lỗi chủ quan của hệ thống thu phí. Tổng cục cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường nhân lực có kinh nghiệm cho các trạm thu phí trên đường cao tốc, bổ sung các điểm dịch vụ giãn thẻ trên các tuyến đường nối và các cao tốc. Tăng cường nhân viên trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản, kích hoạt tài khoản và các tình huống phát sinh. Đẩy mạnh công tác tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 6 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức gần 730 ca tuần tra xử lý vi phạm, qua đó phát hiện trên 2.560 trường hợp vi phạm, tạm giữ 660 phương tiện. Trong đó chú trọng thực hiện hai chuyên đề chính là chuyên đề xử lý về nồng độ cồn, ma túy và chuyên đề về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 490 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trên 50 trường hợp vi phạm quá tải, gần 70 trường hợp quá khổ và trên 30 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Ngay khi phát hiện các vi phạm, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cùng với lực lượng cảnh sát thông, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức kiểm tra trên 600 trường hợp và kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó lập biên bản vi phạm hành chính gần 30 trường hợp, ban hành gần 30 quyết định, tổng xử phạt gần 100 triệu đồng, tước 5 giấy phép lái xe ô tô. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, thay vì phải đến cơ quan công an cấp tỉnh, thì người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thể đến trụ sở công an thuộc 21 xã và 10 điểm thuộc công an cấp huyện, thị, thành phố và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái để đăng ký xe. Sau hơn 2 tháng triển khai đã tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn trong việc đăng ký xe và cấp biển số, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Mù Căng Chải.
Nằm cách xa trung tâm tỉnh và lượng phương tiện đăng ký hàng năm lớn, nên từ lâu, Công an huyện Mù Căng Chải đã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy từ ngày 21 tháng 5 2022. Đơn vị thực hiện thêm việc cấp đăng ký cho xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, semi rơ móc. Do được triển khai thực hiện cấp đăng ký xe mô tô từ trước, nên ngay từ khi triển khai thực hiện thông tư số 15 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng Công an Mù Căng Chải đã nhanh chóng thực hiện tốt việc hướng dẫn người dân các bước đăng ký xe. Hôm nay, anh Hoàng Công Luận ở thị trấn Mù Căng Chải đã đến Công an huyện Mù Căng Chải để tìm hiểu các bước quy trình đăng ký xe máy mới. Qua được hướng dẫn tận tình với các thao tác nhanh chóng, anh Luận rất hài lòng. Hôm nay mình đến đây đăng ký mua xe, nhưng mà hỏi công an đấy, mọi người cũng rất là nhiệt tình, thoải mái. Anh cũng bảo như này làm như này như kia là cũng được, cũng hợp lý. Mình cũng muốn thủ tục nhanh gọn như này. Thực hiện quy trình cấp đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, ngoài trụ sở quan huyện, trên địa bàn huyện còn có xã Nậm Có đủ điều kiện để thực hiện. Theo đó, để tạo điều kiện cho người dân thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe, tại trụ sở công an huyện cũng như công an xã Nậm Có đều được bố trí hệ thống máy tính kết nối mạng dữ liệu nội bộ thực hiện công tác đăng ký. Các biểu mức thu phí lệ phí cấp giấy đăng ký, biển số và một số hành vi vi phạm về hình thức xử phạt có liên quan đến lĩnh vực đăng ký xe cũng được niêm yết công khai. Các giấy tờ thủ tục liên quan đến công tác này cũng được lực lượng công an chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ người dân đến đăng ký theo quy định. Chỉ tính riêng từ ngày 21 tháng 5 đến nay, Công an huyện Mù Căng Chải đã cấp đăng ký xe cho trên 200 xe máy và 15 xe ô tô. Công an xã Nậm Có cũng đã cấp đăng ký xe, biển số cho trên 20 xe máy. Tiếp tục cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người dân, huyện Mù Căng Chải dự kiến tới đây sẽ có thêm các xã là Chế Cu Nha, Búng Luông, Mồ Dề và Cao Phạ được quyền đăng ký cấp biển số mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho cá nhân tổ chức cư trú trên địa bàn. Sau 2 tháng triển khai thực hiện các thông tư về quy định về công tác đăng ký xe thì trên địa bàn huyện thì đối với điểm chú con người muốn trải tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký đối với 15 xe ô tô và 197, còn đối với điểm xã Nậm Có thì đã làm thủ tục cấp đăng ký cho 23 trường hợp cho công dân. Đấy, thì đối với để thực hiện được tốt cái công tác đăng ký xe tại địa bàn thì chúng tôi đã phân công cán bộ chiến sĩ tổ chức tập huấn và tổ chức các cái điểm để tiếp công dân để phục vụ cho đăng ký cho đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Mù Căng Chải là huyện vùng cao nằm cách trung tâm tỉnh Yên Bái gần 200 km. Chính vì thế, việc người dân có thể đăng ký cấp biển số mô tô, xe gắn máy hay ô tô, xe máy kéo, rơ móc, semi rơ móc ngay tại công an xã và công an huyện đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại đăng ký và sử dụng phương tiện giao thông. Lái xe trong thời tiết trời mưa luôn khiến các lái xe lo lắng, nhất là khi phải cho xe vượt qua các vũng nước sâu hay vùng ngập nước. Điều này sẽ khiến nước dễ lọt vào buồng đốt, động cơ bị ảnh hưởng và xe dễ bị chết máy. Sau đây mời quý vị và các bạn tham khảo một số quy tắc để xe luôn an toàn trong mưa bão. Đây cũng là nội dung sẽ kết thúc chuyên mục 7 ngày an toàn giao thông kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 1. Khảo sát địa hình và nắm rõ đặc tính của xe, căn cứ vào các xe đi trước để biết được mực nước. Nếu nước ngập vượt qua tâm của bánh xe, người lái không nên tiếp tục di chuyển vào khu vực đó. 2. Đi chậm đều ga giữ khoảng cách an toàn. Hãy chạy đều ga, giữ xe nổ tròn máy, tránh làm sóng nước mạnh. Tuyệt đối không dừng hoặc tăng giảm ga đột ngột, tránh nước tràn vào động cơ. Sau khi ra khỏi vùng nước ngập nên giả phanh vài lần để làm khô phanh. Cùng với đó giữ khoảng cách lái xe an toàn, không nên đi quá gần với những xe phía trước, đề phòng xe phía trước dừng đột ngột và giúp xe hạn chế bị ảnh hưởng bởi sóng nước được tạo ra từ các xe khác. 3. Bình tĩnh xử lý tình huống và chủ động dự phòng. Nếu động cơ hoạt động không bình thường hoặc bị chết máy, tuyệt đối không được để nổ lại máy, nhanh chóng để xe lên nơi khô ráo và gọi cứu hộ. Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Căng Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao,
từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông. Tình hòa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa Khởi Thủy và Văn Minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.